Ngày 5 tháng 4, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ vụ việc 3 người trong một gia đình tử vong do điện giật. Trước đó, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 4 tháng 4, trời mưa to có dông lốc khiến cây xanh trên đường thuộc khu phố 2, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát bị quật ngã, đổ đè lên đường dây điện 3 pha làm căng đứt, bong tróc hệ thống, những dây điện chiếu sáng và hệ thống dây cáp quang. Lúc này, bà Nguyễn Thị Nhị, sinh năm 1953, đi ra quét nước thì đụng phải dây điện dẫn đến bị giật té ngã. Phát hiện vụ việc, ông Nguyễn Văn Lên, sinh năm 1952, chồng bà Nhị, con trai là Nguyễn Thái Bình, sinh năm 1983, và cháu nội là Nguyễn Thái Dương, sinh năm 2011, đang ở trong nhà liền chạy ra cứu, thì cũng bị điện giật. Hậu quả làm ông Nguyễn Văn Lên, anh Nguyễn Thái Bình và cháu Nguyễn Thái Dương tử vong tại chỗ, còn bà Nguyễn Thị Nhị bị thương nhẹ.